Chào tất cả các bạn thân mến, hôm nay mình có dịp về quê của mình ở Phong Hòa Lai Vung nè, các bạn thấy không? Và đi hái măng cụt cùng với mẹ của mình, đây, mẹ của mình đây, ha. Má ơi nhìn lên cái đây đó, các bạn thấy không, thấy măng cụt không? Măng cụt chín rất là thấy ham luôn, đây nè các bạn ơi, thấp lè tè gì nè, mình giơ tay nè, mình giơ tay mình có thể bẻ được ha, đó, thì trái rất là nhiều. Các bạn có biết đặc điểm của trái măng cụt là gì không nè? Đây các bạn thấy là mỗi một trái ở phía dưới có giống như một cái cánh hoa. Thì một cái trái mà nó có bao nhiêu cánh như thế này nè, thì sẽ có bao nhiêu múi. Nó đặc biệt là ở chỗ đó đó các bạn ơi. Đây các bạn thấy không? Rất là đẹp ha. Đây, mỗi một trái là có bao nhiêu cái cánh hoa là bao nhiêu múi. Đó, các bạn thấy đây nè, mình mới bẻ. Thật sự cái người nông dân trồng thì trúng mùa thì rất là ham, nhưng mà bẻ được trái măng cụt như thế này để cho mà mình bán các bạn thì cũng cực lắm đó ha. Này đó các bạn thấy không, thấy ham không, nó rất là tươi luôn ha, rất là tươi như là mình mới vừa bẻ là mình đem đi cân liền đó các bạn. Nè rất là ham, năm nay trời cho đó các bạn ơi, trời cho đó, rất là nhiều măng cụt luôn, mình thấy ham quá à. Ở chợ á, lâu lâu mình về mình thấy ham mà mình ăn á, các bạn biết rất là nhiều, thành thử ra rất là nhiều người dặn mua mà mình chưa có đáp ứng được cái yêu cầu, tại vì chín đâu phải chín một lượt, chín lâu lâu vậy đó, rồi chín vài trái, lâu lâu chín vài trái rồi mình phải đi bẻ, mà đi bẻ không được thì đi lượm, nói chung bằng mọi cách mình cũng được trái măng cụt chín thơm ngon đó. Đây các bạn thấy có một cái trái chín đó ha, chín nó thấy không, mình không có cây quay ha, có cây quay mình quay cho các bạn thấy cái trái chín rất là đẹp. Này cái cây này là nhiều trái lắm, ông trời ông thương ông cho đó, cho người nông dân đó, cho mẹ mình đó, lớn tuổi đó, có cái này là mình bán rồi mình lấy tiền mình đổi thịt cá rồi này kia hàng ngày á các bạn. Đó, rất là đẹp ha. Chứ không phải năm nào cũng được sai gì đây nha. Lâu lâu mới được sai như vậy. Ê, ôi ôi, thấy ham quá. Để mình lấy thử một trái nè. Là 1, 2, 3, 5 múi. Như trái này là được 5 múi nè các bạn. Đó, 5 múi chia làm 5 người. Mỗi người một múi, giàu vitamin C lắm các bạn ơi, nó có chất chua đó, giàu vitamin C lắm, để cho cơ thể mạnh khỏe lên. Trong cái mùa dịch này là ăn măng cụt là tốt lắm luôn nghe. Nó trời đang mưa đó, mình nắng mình quay cho các bạn xem nè. Ồ, có trái chín ở trên, hai ba trái chín luôn đó các bạn thấy. Nhìn kỹ nha, hai ba trái chín nó đen đen đó, đỏ đỏ đó là trái chín đó nha. Rồi để con đem vô tiếp, để con sẽ xách vô nha. Nó ồ thành quả này các bạn, rồi bữa nay có rau mồng tơi nữa ha, rau mồng tơi cũng rất nhiều vitamin C luôn. Rồi ồ, vậy thôi, mình tạm biệt các bạn được chưa? Mình tập quay clip luôn á các bạn, sau này các bạn ủng hộ cho mình nha. Là mình về vườn mình quay những cái clip rất là gần gũi, rất là thiên nhiên như thế này ha. Thôi mình chào tất cả các bạn, trời đang mưa đó. Không biết nói gì hơn là chúc tất cả các bạn luôn vui khỏe, hạnh phúc, thành công và an lành trong cái mùa dịch ha. Chào tất cả các bạn. Sao mình tắt không được các bạn?